Lê Dương Bảo Lâm từng múa lửa mưu sinh, giờ ở biệt thự, gây sốt khi sang Mỹ. Ngay khi sang nước ngoài, Lê Dương Bảo Lâm đã tự đặt tên mới cho mình là Jessica, còn Lê Giang là Jennifer. Cả hai nhập vai người đi xuất khẩu lao động, liên tục tạo ra những khoảnh khắc hài hước khiến khán giả bật cười. Nhiều người nhận xét, nhờ sự tự nhiên, nhạy bén, thường xuyên xây dựng tình huống hài hước mà Lê Dương Bảo Lâm chiếm được tình cảm của khán giả. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng họ đón xem các clip của Lê Dương Bảo Lâm hàng ngày hơn cả đón xem phim truyền hình. Nhiều người cho rằng, vị trí hôm nay Lê Dương Bảo Lâm có được chính là nhờ sự nỗ lực không ngừng, bởi thời gian đầu gia nhập làng giải trí, nam diễn viên chỉ là một nhân vật vô danh, nhiều năm phải diễn lót, đóng vai phụ, vai quần chúng không có thoại. Thậm chí, anh từng trải qua những tháng ngày chật vật, khó khăn, phải làm nhiều công việc từ múa lửa, xiếc, diễn ở đám ma, đám cưới để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Lê Dương Bảo Lâm từng tâm sự, trước đây, ngoại hình không nổi bật chính là một trong những lý do khiến anh không có nhiều cơ hội. Vì thế, nam diễn viên đã quyết tâm phẫu thuật thẩm mỹ, cải thiện nhan sắc để có thể nắm bắt thêm nhiều cơ hội. Cách đây không lâu, Lê Dương Bảo Lâm và vợ đã dọn về căn biệt thự khang trang, tiện nghi, có hồ bơi và sân vườn rộng rãi ở Đồng Nai. Nam diễn viên còn gây chú ý khi cho ra đời một loạt clip đập hộp nhiều đồ trang trí nội thất cho nơi ở mới. Không ít người hâm mộ đã trầm trồ, thể hiện sự ngưỡng mộ dưới những đoạn clip đập hộp của nam diễn viên và nói vui rằng chàng trai múa lửa năm nào giờ đã là phú ông, mua sắm không cần nhì giá. Lê Dương Bảo Lâm cho biết vợ chồng anh cực khổ từ xưa đến nay nên thành thói quen làm việc không ngừng. Vì phải lo cho ba con nhỏ học trường quốc tế nên anh và vợ còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Về cuộc sống hôn nhân, nam nghệ sĩ từng chia sẻ, bà xã là người đồng cam cộng khổ với anh từ thời anh còn đi múa lửa, chưa có gì trong tay. Thế nên không bao giờ anh lớn tiếng hay muốn làm vợ buồn. Cuộc sống hôn nhân của anh cũng hiếm khi xảy ra cãi vã và luôn đầy áp tiếng cười. Ngày xưa, Quỳnh còn bỏ cha bỏ mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh sống với tôi, lúc đó tôi đi múa lửa, còn Quỳnh đi làm bảo vệ, nhớ khoảng thời gian đó là tôi lại muốn bù đắp cho cô ấy nhiều hơn, nam diễn viên tâm sự.